Xem tử phi năm 2024 cho nữ mạng Mậu Thân sanh năm 1968. Mậu Thân, độc lập, chi hầu. Tuổi năm 2024 là 57 tuổi, sanh từ ngày 30 tháng 1 năm 1968 đến ngày 16 tháng 2 năm 1969. Ngũ hành bản mệnh đại trạch thổ. Tướng xương, tướng tinh, xương con khỉ tưởng tình con lạc đa. Xem tổng quan tử vi tuổi mậu thân nữ mạng vào năm giáp thìn 2024 như sau. Luận về ngũ hành. Ngũ hành thổ gặp năm ngũ hành hỏa quan hệ tương sinh rất tốt nữ mạng mậu thân vào năm giáp thìn 2024 này dự đoán nhiều khả năng cuộc sống trong năm có được rất nhiều niềm vui nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc xuất tiền làm ăn năm nay bên cạnh đó việc mua cầu công danh thuận lợi có thể đạt được những kết quả tốt đẹp xuất hành đi lại trong năm đối với người tuổi này được giúp đỡ do có quỹ nhân hỗ trợ luận về thiên can Thiên Can người tuổi này mậu hành thổ gặp năm thiên can giáp hành mộc mọi quan hệ tương xung. Đối với mệnh trụ tuổi này vào năm 2024 có những thay đổi cho công việc của bản thân. Đó có thể là sự thay đổi mới hoặc mở màn thêm. Tuy nhiên, dễ gặp những chuyện thị phi, tình cảm trong năm không tốt. Vợ chồng dễ dẫn tới những bất hòa, không thuận đồng trong một số công việc tiền bạc cũng không được tốt, phải chi tiêu nhiều khoản. Luận về địa chi, địa chi thân gặp địa chi thân mỗi quan hệ tam hợp. Dự đoán tiến hành các việc đều ở mức chiến lược, đồng thời có cả nhìn xuyên suốt các sự việc, tiền tài sự nghiệp đều phát triển và duy trì một cách bền vững. Doanh thu lợi nhuận được như ý muốn ngoài ra ngũ hành của người tuổi này gặp năm ngũ hành của năm là tương sinh nên công việc có những dự báo đầu tư thêm nhiều tiền bạc luận về cung phi cung phi là khảm thuộc hành thủy gặp năm cung phi chẩn thuộc hành mộc tương ứng với khỉ thiên y theo đó trong năm sức khỏe của nữ mệnh tuổi màu thân ở mức độ ổn định và không phải lo nghĩ về việc đau ẩm hay bệnh tật. Tài chính hưng vượng và đổi mới công việc cho có quý nhân hỗ trợ. Quan hệ về ngũ hành cung phi nằm giáp thân thuộc mộc gặp hành thủy của ngũ hành cung phi của tuổi mậu thân. Trụ về tương sinh. Người tuổi này nên chú ý tiêu pha tiền bạc, kinh doanh mở mang cũng như sức khỏe trong năm. Kết luận Tử vi năm 2024 đối với nữ mạng sinh năm 1968 thấy rằng năm nay cuộc sống của bản mệnh có sự may mắn và thuận lợi hơn, công việc không có quá nhiều khó khăn và tiền bạc thì khá dễ kiếm được. Tuy nhiên, năm nay nếu muốn đi xa thì cần lưu ý tới sức khỏe hoặc có thể gặp phải những mâu thuẫn. Gia đạo của quỹ ba cũng sẽ gặp một số khó khăn muộn phiền trong năm xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng mậu thân luận về sao chiếu mệnh sao mộc đức tức mộc tinh mộc đức sao sản mênh mông lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngơi bạn buông vốn một phát mươi gia môn rộng rã nụ cười ấm no dịch nghĩa nữ mạng mậu thân gặp năm 2024 có sao mộc đức chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn và tốt lành đưa tới cho các phương diện, nhất là phương diện tình cảm, sức khỏe cần chú ý, dễ phát sinh các bệnh liên quan tới máu huyết không được tốt. Luận về sao hàng, hàng tam kheo tức tiểu hàng. Tam kheo hạng nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phong, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng cũng sao giải hạn, thoát phong, tai ư. Năm 2024, nữ màng tuổi này gặp hạn tam kheo, trụ về sức khỏe dễ bị bệnh về mắt, do đó có thể bệnh khiến cho nữ mệnh tuổi này mờ hoặc bị mỏi mắt. Đi lại trong năm cẩn thận vì có thể gặp phải những điều bất lợi, đề phòng về xước xác tài chân. Hạn tuổi năm 2024 đối với tuổi mậu thân nữ mạng tuổi mậu thân và phải hạng kim lâu hoàng ốc và hạng tam tai năm thứ ba vận niên năm 2024 vận niên thử quy điên tốt vận niên này mang ý nghĩa tốt trở về hình tượng chuột về trồng lúa gặp vận niên này dự báo đưa tới những may mắn bất ngờ được quỹ nhân giúp đỡ cho các công việc và có sự hợp tác với người khác Đầu tư tiền bạc kinh doanh thì điều dễ đưa tới thành công. Phương diện tiền bạc cũng tương đối tốt đẹp, quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận, kính đáo. Năm nay có chuyện hệ sự. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên hoa, địa hoa. Công việc trong năm cho thấy không có sự thay đổi đáng kể, nhưng lại có may mắn và được giúp đỡ từ những người quý trọng trong cuộc sống. Hơn nữa, mặc dù tiền bạc tiêu pha nhiều nhưng vẫn dễ dàng kiếm được tiền trong năm nay. Luận giải lá sổ tử vi đổi với nữ mạng mậu thân vào năm giáp thìn 2024 như sau. Tại cung tiểu phận có các sao. Giải thần, phượng các, tượng quân, tàn môn mộ. bầu sau này cho thấy công việc kinh doanh của bản mệnh không được thuận lợi, sức khỏe, suy yếu, dễ mắc bệnh vặt, đặc biệt cần chú ý tới máu huyết, phương diện gia đạo lại khá tốt, có tin vui đưa tới trong năm nay. Tại cùng xuân triểu có các sao Thanh Long, Bạch Hộ, Quang Đợi. Bộ sau này bảo hiệu năm nay phải đấu tranh nhiều cho công việc. May mắn là sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quỹ nhân khi có khó khăn. Ra ngoài cần phải vất vả nỗ lực nhiều hơn. Sức khỏe của quý ba cẩn thận các bệnh liên quan tới máu huyết và xương khớp. Tài cung tam hợp có các sao. Thiên mã, lộc tôn, bác sĩ, điểu khách, thiền khốc, tuần, tràng sinh, quốc ẩn, tối phá, thiên hư, địa vọng, đế vượng. Bộ sau này đường công danh sự nghiệp của quý bà sanh năm 1968 gặp nhiều cản trở do có người phá hoại. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm mà có sự toàn tỉnh hướng đi mới trong công việc đối với quý bà. Tiền bạc trong năm không mấy hành thông Nhận thấy có sự tiêu pha nhiều tiền bạc, tiền bạc khó kiểm tài cung nhị hợp có các sao thiên việt đường phù thiếu âm hỷ thần thiên Quang, tử bộ sau này đón nhiều tin vui về nơi ăn trỗ mở hỷ tỉnh thêm con thêm cháu đến với gia đình kết luận luận giải lá sổ tử vi năm 2024 đối với nữ mệnh sinh năm 1968 nhận thấy một năm khởi sắc công việc làm ăn mưu cầu dễ dàng tài lộc hành thông khi có khó khăn cũng có người thân bạn bè tương trợ giúp đỡ tuy nhiên nữ mệnh tuổi này cần chú ý trong nhà không được hòa hợp có nhiều chuyện muộn phiền đưa tới năm nay cẩn thận có bệnh về huyết áp Xem vận hạn tử vi tuổi mậu thân nữ mạng vào năm 2024, luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính, Đối với quý ba, năm nay hứa hẹn có nhiều tích cực về mặt tài lộc. Mọi sự mưu cầu và cố gắng trong việc tiếp cận tiền bạc sẽ được đáp ứng lại một cách dễ dàng và hiệu quả. Năm nay sẽ được thần tài gõ cửa, mang tới những cơ hội tài chính tốt đẹp. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe của quý ba được dự báo cần chú ý tới các vấn đề liên quan tới đường huyết và sự thiếu hụt máu huyết. Việc cần làm là theo dõi và điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống và thường xuyên kiểm tra sức khỏe để duy trì trạng thái cơ thể tốt hơn. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Đường công danh sự nghiệp của quý ba trong năm sẽ gặp được những cơ hội may mắn để phát triển. Bên cạnh đó, khi gặp những khó khăn sẽ được quỹ nhân tương trợ giúp đỡ. Đừng ngần ngại tận dụng những cơ hội này và xây dựng mối quan hệ tốt với những người có thể giúp đỡ quý bà vươn lên trong con đường sự nghiệp. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện này cho biết trong năm gia đạo của quý bà thiếu sự hòa hợp và thấu hiểu giữa các thành viên. Những bất đồng quan điểm sẽ dẫn tới những căng thẳng, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đạo. Nên trong thời gian này, quý bà cần cố gắng thấu hiểu và lắng nghe để giúp mọi việc, vấn đề, gia đình được an vui. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao Năm nay, ngoại giao bình thường, chưa có nhiều may mắn, tuy nhiên cần chú ý xương khớp, yếu kém nếu xuất hành đi xa. Bước sang năm giáp thình 2024 Quý ba tuổi mậu thân, hợp tác làm ăn với các tuổi nào để được phần xuân sẻ và hành thông. Quý ba nên liên kết làm ăn với các tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tuổi Mậu Thân tức đồng tuổi sinh năm 1968 và tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Năm 2024 này, màu hợp tuổi đối với nữ mạng mậu thân là màu nâu và màu vàng. Màu kỵ tuổi đối với quý ba đó là màu xanh. Hưởng tốt xuất hành vào đầu năm mới. Ngày mùng 1 Tết, quý ba tuổi mậu thân nên xuất hành theo hướng Đông Nam để ngền tiếp tài thân từ lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng tính theo giờ địa phương. Tổng kết Bước sang năm giáp thân 2024, vận mệnh của quý ba trong năm khá thuận lợi. Tuy nhiên, sức khỏe cần được chăm sóc kỹ càng và lưu ý khi xuất hành.